thiệu với tất cả các khách, đây là một ly sông trầm miếng bằng điện nha. Ly hoạt động bằng đây là chính là ly điện. Và bên mình là đang làm một cái video trực tiếp ạ để quảng bá cái sản phẩm này, hiện nay đang được rất nhiều khách sử dụng và ưa chuộng sử dụng vì màu sắc rất là đẹp và cho nên nữa là rất là tiện lợi. Sông bằng điện nha. Đó, quý khách có thể nhìn thấy rất là dễ sử dụng. Đây là bề ngoài của ly, đây là bên trong chúng ta biết rồi. Chúng ta sẽ đó, có những cái miếng trầm để cắt nhỏ ra và thậm chí là ai sợ chơi trầm bột thì sẽ xông trầm bột đó như vậy nha. Đó, đây chính là trầm bột. Thì đây là bên mình đang làm mẫu, một là miếng trầm miếng được cắt nhỏ, hai là trầm bột nha. Đấy, bên mình đang làm mẫu video như vậy và quý khách có thể xông đưa vào cái lưới điện như thế này để xông nha. Chúng ta khi mà nhiệt độ ấy, nhiệt độ và sẽ thích hợp thì trầm sẽ được xông, chúng ta bắt đầu thấy khói đúng không đó. Rất là sạch sẽ và thân thiện với môi trường đó. Và nên chúng ta có thể tận hưởng này, dùng được kết hợp với trong bàn trà của tất cả mọi người, hoặc là xông khách ban thờ, ban thờ Phật, ban thờ các quan thần. Hiện nay là chúng ta đang nhìn thấy khói đấy. Hiện ở bên shop mình thì mình có kinh doanh đủ luôn các loại mặt hàng về trầm. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đây của shop, đây là chính là trầm lụ, lụ trầm hình bông sen. Đây là dạng trầm miếng và cả trầm bột nữa nhé. Tất nhiên là vào cái giá thì mọi người sẽ tham khảo với mình ở chi tiết ở tin nhắn riêng tư, mình cũng không thể công khai lên đây được bởi vì là sẽ có rất là nhiều cái người buôn bán nam, người ta sẽ để những cái mức giá khác nhau và hàng hóa chất lượng khác nhau nhé. Thế nên là mình xin phép không công khai giá ở đây. Nên là bạn nào muốn tìm hiểu về dòng sản phẩm như thế này và giá như thế nào thì cứ nhắn tin cho mình nhé. Con số điện thoại 0988168066. Đó chính là cũng là Zalo của mình. Chúng ta đang nhìn thấy khói trầm được xông bằng lưu điện. Một cái sáng tạo rất là hoàn hảo của các nghệ nhân xông trầm. Có thể là có những người dùng bằng than, xông bằng than, nhưng mà cái lưu điện như là shop đang giới thiệu đến các bạn là một cái lưu được rất là nhiều quý vị chơi trầm đang thịnh hành dùng hiện nay. Và cái giá thì bên Hân hỗ trợ các khách là cái giá như thế này, thì bên Hân nhập hàng về cái lưu như thế này thì sẽ để lại cho quý khách, thì chủ yếu là bên mình bán trầm thôi nhé. Còn cái lưu điện như thế này quý khách nào muốn mua thì bên mình sẽ đặt dùng thôi ạ. Hôm nay mình làm cái video này cũng là nhờ vào mùng 1 tháng 3 âm lịch, bước sang một tháng mới thì shop trầm Hân xin kính chúc quý khách cũng như toàn thể mọi người và mọi nhà bước sang một tháng mới luôn luôn được bình an, sức khỏe dồi dào và gia đình an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi chương trình video giới thiệu về lưu điện sông trầm của bên shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.